không có, dạ, không có đường tiền, dạ, mình thấy mình tội nghiệp. Như là nhà mà không có ai mà làm ra được một đồng. À đúng rồi, rồi cái chợ vợ nó đi làm mà bây giờ vợ nó bệnh kiểu này rồi không còn đi làm được nữa. Dạ, rồi giờ không phải là tụi nó không chịu làm mà nói chung tụi nó muốn làm mà hai chồng bệnh hết trơn. Thôi để cho chị dạ em Nguyễn Thị Thi. Nhiều nỗi đau trong người. Thôi đừng khóc, chạy đi, ai xuống viện đâu có bỏ con đâu mà khóc. Dạ chị buồn chút hết. Mà anh em mới vừa lại là chị rất là xúc động nghe bài của chú. À, trong khi đó là tại vì lúc trước á, là em cũng có xin cho một cái hoàn cảnh đây cũng bệnh là giống như khối u là chuyển sang ung thư mà bây giờ cũng mổ đã hết. U em ơi giờ ăn nè chị. Anh không mổ này, anh mổ đi còn cái nóc trong mấy năm rồi. Dạ, Cường xin mến chào của chú anh chị, bà con cô bác trong nước, trong ngoài nước. Thì hôm nay Cường chỗ cùng anh Hà Bắc Tính. Bắc Tính sau khi nhận thông tin của một bà con ở xóm có cái lòng hảo tâm, cũng như chỉ một cái hoàn cảnh anh Quốc bị tai biến rồi vợ bệnh như thế nào đó không biết. Thì do ở nhà trọ thì cô thấy cũng một cái hoàn cảnh rất là khó thương. Thì cô cũng kêu anh em lại cũng như chia sẻ lên. Để coi giúp gia đình được như thế nào không. Bây giờ Cường cũng mời ông bà của chú như theo dõi và đồng hành cùng Cường hát. Thì ở đây cũng cô cũng đã đến. Và bây giờ là cũng xin phép mình hỏi cô. Dạ cô thì hồi nãy mình điện tụi con đến là cái hoàn cảnh như thế nào á, cũng mời cô chia sẻ đó. Cũng như cháu Quắc á, nó hoàn cảnh cũng khó khăn. Tại vì là cháu nó bị tai biến, con thì còn nhỏ quá, rồi vợ nó thì cũng đi làm mà bây giờ bị dời ăn. Dời ăn giờ chị ngoài làm rồi nhưng mà nó vô trong. Rồi bây giờ nó không có đi làm được mà lên bác sĩ nói chị không được nữa thì cho nó về. Bây giờ cũng như là tạm thời ở nhà vậy đó. Mà nhà này á thì nói chung là của người quen kế bên nhà cho ở nhờ. Giữ nhà giùm, đồ đạc toàn bộ là của chủ nhà không à, hai vợ chồng không có gì hết trơn á. Thì nói chung hoàn cảnh khó khăn mới điện cho tụi con xuống nặng giúp được cho cháu được cái phần nào giúp. Phường khóm người ta cũng xác nhận là như vậy. Lúc trước anh Quốc thì cũng như là ở đâu rồi mới về đây thuê cô? Lúc trước á, thì hai vợ chồng mới đi làm ở trên Bình Dương, Sài Gòn vậy đó, đi làm hồ. Rồi mới xảy ra tai nạn, bị tai biến mới về đây. Thì lúc trước đi không được nữa, bây giờ thì còn hơi lết lết được. Lúc trước á, thì coi như là nó nằm chỗ luôn đó. Vợ cũng phải lo, còn hai đứa con còn nhỏ quá. Thì thí dụ như là có ấy thì tụi con hay hoặc là cộng đồng mạng gì có ai giúp đỡ được cho cháu thì cứ giúp giùm cho cháu đi. Tại vì nó quá khổ rồi. Nó không có khả năng để mà xây chuyển được nữa. Nhà thì không có nhà nữa, ở đậu nhà của người quen là người ta cho ở, tại vì người ta đi rồi nhà trống người ta để không. Nhà này cho hai vợ chồng giữ. Tức là nhà này không phải là thuê, tức là người ta cho ở người không. Người ta cho ở không. Nhưng mà giữ đồ. Giữ đồ, giữ nhà giùm, đồ đạc là toàn bộ của chủ nhà không à. Dạ, mình chỉ vô ở thôi. Chỉ vô ở giữ giùm thôi. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ là hai vợ chồng cũng có làm cái gì để sinh sống không? Nói chung là không dài là vợ nó nghỉ làm mà lúc trước làm trên Bình Dương gì đó. Rồi giờ nghỉ làm về đây luôn. Là coi như là từ lúc bệnh về ăn tới giờ là không có đi làm được nữa. Nó nhức quá, nó chích hoài, thành thử ra nhỏ làm không nổi. Rồi bây giờ khổ quá rồi nó cũng thấy xóm ghiền, thấy tội nghiệp. Thì cũng có chị ba kế bên biết, với bên đây dài xóm ghiền cũng biết. Phường khóm thì nói chung người ta cũng biết nó. Khóm cũng ở gần đây nè. Thì cũng cảm ơn cô cũng đã chia sẻ cái thông tin ha. Thì bây giờ Cường cũng mời ông bà cô chú cũng như tiến vào bên trong để tìm hiểu thêm cũng như vợ chồng anh như thế nào. Thì trước mặt ở đây là một cái ngôi nhà mà cũng như là được chủ nhà cho ở đây giữ nhà nghe ông bà cô chú. Là đồ đạc là của nhà không đó. Ở đây là cũng rồi em chào anh chị ha. Rồi em cũng xin phép anh chị mình em vào bên trong để chia sẻ gia đình mình chút xíu á. Đây nhà có em bé thì cho nên trước khi qua là phải ra cái gào lên cả nhà. Đây có hai đứa nha. Ngôi nhà ở người ta cho mượn ở, trong khi đó là ở cặp lùm mé lộ cho em bởi vì phải gào. Rồi chào hai đứa con ha. Trời ơi quá ngoan vậy trời. Ngoan quá vậy. Ôi ạ luôn hả? Đây. Nó bị sủi hết một bên nè. Rồi, trước tiên thì em cũng xin phép chào anh chị. Thì hôm nay thì em cũng được cô để giới thiệu lại
cái hoàn cảnh của mình á, thì trước tiên em cũng xin hỏi mình là tên gì chị? Để cho chị Nguyễn Thị Thi. Nhiều nỗi đau trong người đó. Khóc chạy đi, ai xuống biển đâu có bỏ con đâu mà khóc. Chạy chắc buồn chú khóc không sao. Mà anh em mới giờ lại là chị rất là xúc động ông bà của chú. Trong khi đó là tại vì lúc trước á, là em cũng có xin cho một cái hoàn cảnh đây cũng bệnh là giống như khối u chuyển sang ung thư mà bây giờ cũng mổ đã hết. Mà cũng nhớ bạn trên Facebook là kêu cô này cũng biết xin kêu lại xin giùm cho hoàn cảnh. Thì bữa nay là lại cái hoàn cảnh này là hai vợ chồng em tên gì? Em Nguyễn Thị Thi. Nguyễn Thị Thi, chị nhiêu tuổi? Em 44 tuổi. Chị kêu chị đi lấy em chồng tên gì? Anh ở đâu này? Dạ, tại Nguyễn Đức. Anh nhiêu tuổi? 39 tuổi. Bằng em. Trong khi đó hai vợ chồng mưu sinh hồi đó giờ là làm cái gì? Đi làm công ty. Công ty làm ở Bình Dương hay làm ở Long An? Ở Long An. Quê ở Sóc Trăng nhưng mà lên trên làm. Mà từ lúc anh bị bệnh tới giờ là bao lâu rồi? 7 tháng. 7 tháng là bị tai biến hả? Trong 1 năm, 5 năm. Đang làm hay sao? Đang làm, đi cái tối về ngủ cái chân nó sụi sụi, tráng liệt luôn. À dù. Dạ. 7 tháng trời, trong 7 tháng trời đó rồi về đây là chị. Dạ. Về đây chị, bà vợ thì làm ở Bình Dương. Không, vợ đi làm đó rồi cái công ty cho nghỉ luôn, nuôi không là làm không được á. Cho nghỉ hoài, người ta cho nghỉ luôn. Bệnh hoài, nghỉ hoài. Dạ. 10 ngày về đây. Đây rồi mấy tháng trời không có làm, cái ở sớm á người ta ngay chăng gần tháng 7 đó. Người ta cho gạo đồ ăn, mấy người ăn với vợ thì gắn xin như công ty mai công nghiệp nè. Đi được mấy tháng, 2-3 tháng thì bệnh bị vợ ăn đó. Rồi nó bị đau nhức khớp, khóc hoài, cái đi bình định mới chị về, người ta chỉ đâu đó. Bình định mới 10 ngày, 20 ngày về bị ở cái xin công ty cho nghỉ luôn. Bây giờ hai chồng không có làm gì chứ. Trong khi đó nuôi hai đứa con. Vậy em cái bệnh em là khác hả chế hả? Bệnh chế hả khác hả nào? Chồng em bị hầu được chục ngày tới, em bị rồi từ đợt đó tới nay luôn mà. Em đi khám đồ miết mà không bớt. Nhưng mà ai chỉ gì em đi đó mà cũng không hết. Bây giờ em vô công ty em đáng làm đỡ có tiền lo cho con đó em. Thời nghiệp chỉ có mình anh chị mưu sinh anh chị em. Mà trong khi đó mang một cái chứng bệnh đó là bệnh dời ăn. Mà cái bệnh đó nghe nói là không có thể trị được luôn anh chị em. Hết tiền mà không hết bệnh anh chị em. Mà bây giờ là thất nghiệp nữa. Cái bệnh đó là nghe nói nó dây dẫn là đau nhức nhói hoài hả chị? Dạ, nhức nhói không có được chứ em cũng ít nữa. Em dám vô em làm mà ngầu đập mấy nó lối quá nữa. Làm không nổi, công ty nó chạy sản lượng, nó bắt mình làm cho nhanh chứ mình làm chậm nó không chịu rồi. Dạ. Em ráng làm mà làm không nổi rồi em xin nghỉ nữa, em ráng ở nhà ai chỉ gì em đi chăm cứu đồ cho nó hết rồi. Dạ. Em làm sao mà giờ thời gian ở nhà này có gì em nói nhưng em không có tiền. Em nhà thì ở đậu ở ké. Bây giờ nuôi hai đứa con người thất nghiệp nữa, người chồng thì bị tai biến nữa nè chị em. Tai biến bây giờ đi tới đi lui cũng đỡ. Anh đi tới lui thử coi làm sao. Chân này gãy yếu hả? Gãy nè hả? Ồ, chân gãy gập cái nóc. Vợ bữa 2-4 tháng rồi cũng bị gãy gập cái nóc. Trời ơi. Cái gì mà hai chồng cũng như là làm nhiều tiền vô bệnh hết trơn rồi. Đây chân em nó nhức nhức lại. Đang ở nhà quá con đứng là nhờ mấy hai chồng. Chừng người đó bị tai nạn cái gì anh? Tai nạn xe đụng gãy xương ở đây, nóc ở đây con cặp. Mười mấy 20 năm rồi. Tai biến nữa là đi còn yếu xìu nữa chị em. Đi giờ đâu có mạnh nữa không? Đi chân gắn, chân cũng nhất gắn bước đi chân. Đi thử rồi, đi thử rồi. Cái đoạn rồi tai biến rồi mình có chăm cứu này kia không anh? Lúc đầu chăm được 2 tháng. Cái vợ cái giữ hai đứa nhỏ đâu đi chăm được đâu, rồi đi xa có chạy không được, rồi vợ phải nghỉ làm người mở nhà luôn, tới giờ không có chăm. Yeah. Rồi hốt đi tiểu đường nữa, tiểu đường người mở máu cao nữa. Trời ơi đủ cái gì mà tùm lum hết trơn vậy? Thiếu tiểu đường nghe, cái giờ ăn là ngay cái bụng thôi chứ còn vết thương không? Kéo vừa đi rồi chứ. Ừ, chị em ơi, giờ ăn nè chị em ơi. Nó ăn ngay chỗ đó mà giờ nó ăn vô tới ăn luôn vô trong luôn hả? Có cái giấy, con lấy cái giấy được cho nó ăn.
Không, cái bệnh này là em biết rồi, tại vì mẹ em là bệnh giống y chang chị luôn. Là em sẽ kể cho chị nghe luôn. Mẹ em là bị đó, là ngang cái bụng luôn, là nó qua rồi là gần 2 gan. Mà tới thời điểm bây giờ là gần 3 năm, mà mỗi ba cách 3 ngày là đi chích một lần. Nó ngủ nó chăm chích hoài à, nó da nó lành bình thường, nhưng mà ở trong đó là nó chăm chích, là nó thậm chí luôn là nó khó thở nữa. À, nhưng mà thường cái đó là khi mình muốn giảm đau là như thế nào không? Lễ cho nó ra cái máu đen đó. Chị lễ thì coi như là nó có khoảng hết khoảng gần 7 ngày. 7 ngày sau bắt đầu nó tới cái định kỳ với lòng máu nó đen đó, rồi nó chăm chích lại tiếp. Cái bệnh nó kéo dài hoài gì đó, em là tốn, bà lão em là tốn biết nhiêu tiền luôn, em tới thì em chóng mặt luôn á. Mà nó chăm chích rồi ha, là nó gây qua cái bệnh khác luôn, bệnh mệt tim rồi, em nói đủ thứ loại bệnh đó nha. Bởi vì dướng vô cái đó là cũng nó chăm chích, với lại nó lói, nó ráp cái áo, nó cạ vô áo nhẹ, nó cũng ráp vô. Mà bệnh này á là em nói thiệt với chị luôn, chị đi bác sĩ cũng không hết nữa, không hết. Nó chỉ là vậy hoài, từ từ hết thôi. Rồi bây giờ hai vợ chồng là cũng như là cái nguồn thu nhập là không có luôn hả? Không có luôn. Hôm bữa mấy bữa đợt gán đi bán số, bán lội đi xíu cái nhất chân với ngồi bán nổi, sợ mưa ế không dám bán. Không bán nổi. Tại vì bây giờ tay chân nó còn tê. Nó bị tiểu đường, di chứng nó như thần kinh ở đây nè, xuống tê thì chân nó trơn. Dạ. Rồi tối thì chân nó nhức. Trời lạnh á, chân ở đây, chân mỗi cái nóc á, nó nhức ở đây nè. Nhức nó. Rồi như chế thì đi bán được không? Như chế thì không giống... đường ở xa, ở Đắk Lắk, quê Đắk Lắk rồi. Đã xa, em mới về đây lâu giờ em làm trên Long An, em mới về đây mấy tháng em đâu biết đường đâu đi. Dạ. Tại vì giống như anh đi không được, chế thì đi được, nhưng mà chỉ có bệnh kia thôi. Thì nếu mà có thể thì trong hai người thì một người giống như có đi bán vé số thì cũng còn đỡ. Tại mới công ty mới xin nghỉ 2 ngày, vợ mới nghỉ 2 ngày. Mới nghỉ 2 ngày hả? Dạ. Là làm ở công ty Mai Hàn Quốc hả? Công ty Mai Hàn Quốc, dạ. Hàn Quốc hả? Dạ. Ừ, cũng tội nghiệp cả nhà. Mới đi điều trị ở Bình Định 20 ngày mới về cái bị nữa, cái đau nữa, đau quá trời, cái thôi em nghỉ đi. Gán đi chăm cứu đi về bữa in tháng ngay gì đó, gán có gì ăn đó, đừng cho bớt rồi đi làm. Lễ rồi uống thuốc giảm đau này kia thôi. Lâu lâu tới khoảng 7 ngày là máu nó đen rồi. Máu nó đen lễ ngay ra là chị nó nhẹ người lại liền. Nhưng mà thôi, cứ làm tới làm lui hoài vậy đó, tốn tiền hoài vậy đó. Rồi coi như là hai đứa bé này là mấy tuổi vậy? Dạ 18 tháng. 18 tháng hả? Rồi bé còn uống sữa không? Dạ, em có uống sữa bạch hả? Trong khi đó là những mới chị mới phát bệnh nay rồi tiền ở mấy tháng nay qua Tết giờ là thất nghiệp hả? Không tiền đâu mà để xe chở con sữa này kia. Sữa này người ta cho rồi, sữa mới Bạc Liêu người ta cho rồi. Con em là con ở dưới Bạc Liêu cho chứ. Gạo thì mấy cô bác thấy cổ cũng có cho một ít đời em, còn cô ăn thì có gì em nói. Hôm bữa về ông anh cũng té gãy chân ở nhà đó, rồi cái chân bị gãy bị tật á, ông bị dằn lưới cho ăn đó, cái đi vô sao người ta cắp chiếc xe rồi ông giờ ông đi cổ không có tiền làm luôn. Cắp xe rồi cái ông ở nhà luôn. Nó cũng bị té xăng. Không phải đi làm hồ quá té rồi gãy xuống chè đòi 200 triệu đó. Rồi cái không có tiền cái đắp thuốc, rồi bây giờ cái chân thấp chân cao rồi cái đi văng lưới cho ở nhà về bệnh về á, không có tiền á văng lưới ăn. Cái đi được mấy ngày cái người ta ăn cắp chiếc xe không tiêu luôn. Dẫn cái xe đi câu cá ăn cho mấy đứa nó ăn. Ai về đâu để xe đó chúng lấy mất mẹ xe luôn. Đúng là nghèo bây giờ bị mắc kèo lum hết trơn ha. Cái xe có cái xe cùi thôi cũng lấy nữa. Khi cái bụng là cái giờ ăn là bác sĩ báo là ăn tới chân luôn hả? Ăn nấu á, lại mấy giờ hàng kinh á, ăn mấy hàng kinh nữa trong mấy giờ nữa. Ăn lên tới trên luôn hả? Là ăn vòng vòng trong bụng. Dạ, em nói ăn cho bác sĩ nó vô máu rồi nhưng mà nó nằm cũng nó dùng đây nữa. Nó tức nó lói cái ngực ra với lại nó rát trong lưng, xương lưng. Gì mà nó trời lạnh đó, hai chồng còn hay nóc đây chơi, hai chồng nhức rồi em nghĩ chân mình nhức rồi, cái này nó yếu chân nó rồi đi đâu có nổi đâu, hay nóc còn hay nóc nữa, nóc mổ đây như mổ đây còn hay nóc trong mười mấy năm rồi, phải biến rồi
Bây giờ tay chân còn tê, tê đau lắm á. Di chứng xương sống với tay chân nó tê á. Anh bị tiểu đường nữa hả? Tiểu đường rồi mỡ máu cao nữa. Cái đợt bị vừa bị lên cái bác sĩ nói vô đó cái tiểu đường, nó không biết cái lên đó thì uống mấy ngày ăn uống là chích không. Cái mới phát hiện ra tiểu đường đó, giờ đi làm á, cuối đầu làm đi lo có tiền mới gặp hai đứa lo mấy nhỏ không rồi rồi đâu biết mình bị tiểu đường bị gì đâu, tới chừng xây ra mới bị tiểu đường rồi cái lên bác sĩ nó thôi giờ gán chị ta biến trước đi hả chị tiểu đường sao đừng cho nó phải khỏe đi đứng ra được cho nó bớt thì hả chị tiểu đường thì ăn nhiều người ta chích nhiều chứ người ta kêu gán ăn đi đừng có cử ăn cho nó khỏe rồi hả chị tiểu đường sao rồi cái mấy tháng về đây á ta chỉ lá dứa lá gì lấy cái gì uống rẻ rồi nó lấy uống không sáng thì xin kiếm lỗi chút kiếm lá dứa chút mua 2-3 ngàn đó có thì phải cho cái đi uống đừng cho nó bớt cái tiểu đường xuống. Chị là quê tới gì cái gì Đắk Lắk, hai chồng gặp ở Sài Gòn, gặp ở Long An, Long An làm ở Long An gặp chung công ty. Nhà thì cha mẹ chết hết trơn rồi, rồi để lại cho mấy em anh em đó, rồi ai đi làm ai về về cái có hai vợ chồng anh ba với hai đứa con, rồi ông anh nữa rồi hai chồng ngủ cái phòng đó, không được 4 mét vuông, xe có chút xíu à, cái bệnh cái nằm bị qua lại đâu được thức, cái là 4 người thức, rồi cái mấy qua đây cái cô cái bên nhà đó làm đi lo cho cổ á, đi khiên đồ tập quá cho cổ đó, rồi giờ cổ đi Sài Gòn với mấy đứa con ở trên cái để chống đó, cái nó thôi bị dơm dễ đút nhang rồi. Ở đi coi nhà cửa giùm cô đi rồi ở đó đi đã cứu cô kia để lại không rồi bên kia nhà nhỏ quá ở không được qua đây ở tại vì mình nằm dưới phòng nó cứng quá chặt cứng á ngồi vậy không được ngồi vậy có 4 người phải ngồi vậy với cái cửa nó úp vô không được mũi với ngoài trước ngoài xa mũi quá trời mũi với chân gác hồi đó anh cha có cái gác để đồ hồ đó rồi trên đó nó múc một trời mưa giọt hết trơn rồi. Đâu có về ở được, về ở được cái giờ qua đây bữa vợ chị Quang nghỉ bây giờ kinh tế gì hết trơn thì gán thôi chăm cứu đâu được đi nhờ gạo cũng của mình vương cho ăn tới giờ tới hai chồng ăn ngày có chén mấy chén gạo mấy à tại vì tiểu đường đâu dám ăn cơm nhiều giờ trời khỏe quá mời giúp đỡ nhờ chồng bây giờ vượt qua hoàn cảnh khó khăn này lúc bệnh hoạn cũng như là cái mong muốn của anh là muốn mạnh thường quân giúp tiền hay là giúp cái gì giúp cho mớ tiền chứ không ấy cho tiền lập con là gì bên nhà bà nhà kế bên nhà đó mới về cái dọn về ở không được đông chặt cũng chết luôn mà xíu xíu là bố gà sao mà được mong ở bên đây đi đỡ đi thì nhân cái cho đỡ đỡ đi giúp đỡ cho vợ chị bệnh cho phải khỏe đi, đi bán vé số đi làm đứng đi đứng đi nuôi con cho nó học tới tuổi học là chưa có học được cũng lẽ nên vô mẫu giáo mà ở đây rồi cho nó nhà luôn đâu có cho đi học được nói chi mà đi đứng được mà khỏe như người ta bình thường đó là bán vé số rồi bán rồi nhưng mà đi giữa đường đi chút xíu cái nó lên đường á. Cái ngồi chỗ ngồi cái số bán có 50 tờ bà ngồi đi bán có 2 mấy tờ cái mệt quá rồi thôi lội về rồi nhờ nó nghĩ người ta giúp người ta mua giùm cái thôi không dám bán nữa sợ đi té dọc đường á tại đi lúc cái chân đi lết lết cái té dắt với xe thì chụp mình á mình bị cái vụ này cái xe chụp mình giật găng găng đứng chút cái găng rung rung cái chân thể yếu gãy yếu quá tối ngủ là nhức chịu đâu nổi rồi lạnh á đây còn 2 cây nóc năm nay nè đó là 1 năm thì nó kêu mổ mà giờ mấy năm rồi đâu có tiền đâu mổ nó hút à cha mẹ thì nghèo chết hết trơn rồi anh chị em thì nghèo quá trời nghèo không ai giúp được cái gì hết chứ. Nếu mà bán cái số thì em nghĩ thì mình chắc mình phải đậu một chỗ chứ đi không nổi đâu giống như bán nhiều học sinh lúc mà nghỉ hè đó học sinh rồi nó bán nhiều lắm cái người ta có xe đạp cái đồ mình cũng muốn đi bán là quán bán đó nhưng mà vừa đi tới đó thì người ta mời nhóc hết trơn rồi nhưng người ta tàn tật cũng nhiều quá người ta mua gặp người nào mua đó mình đi trễ quá thì đâu có mua được người ta mua hoài đâu theo như chị bây giờ là đi làm cái gì nổi
giờ làm gì nó cũng đói, nó cũng rác hết, ngồi rửa chén ở nhà nó cũng rác luôn. Nó cũng mấy tháng rồi phải không? Mấy tháng rồi phải không? Dạ, cũng 7 tháng rồi. 7 tháng rồi, da nó lành hết rồi phải không? Da nó lành bình thường phải không? Da lành rồi, hôm bữa mới giấu đầy, mới vô đốt luôn. Nếu mà chỉ em đi đốt rồi, rồi em không có tiền, em cũng ráng thuê okay. Mình xuống đốt á. Thời đó ông đốt sâu dữ quá, cái gì nó bị nhiễm trùng da. Cái bác sĩ cũng điều trị cho em mấy dấu đốt hôm nay nó cũng khô rồi. Giờ dạ. Ở trong nó nhất rác là cái vụ kia. Như cái rác thì giờ em làm gì nó cũng rác, nó lói quá là không nổi rồi. Giờ tôi ráng ở nhà chỉ gì em đi nói cho nó đỡ đỡ rồi em kiếm việc làm sao. Này chị thuốc nam được không? Thuốc nam hả? Thuốc nam thì cũng chưa có biết. Tại vì bà lão em thì coi như là 7 ngày, 3 ngày đi chích lần. Rồi uống thuốc, nếu mà 3 ngày chích mà ăn là phải kỹ nha. Ăn thì giống như không ăn chất đạm nhiều nè, vịt, gà, rồi thịt bò. Chị mà ăn vô á là trong vòng là chút xíu là nhức liền. Nó nhức mà nó ngứa. Tại vì cái chỗ đó là cái máu đen của mình á, là khi mình đạm nó lên một cái là nó sẽ cái máu đen đó là những cái chỗ đó nó nhức liền. Đó, mình ăn phải kỹ, không có ăn mặn nữa. Đó, phải biết cái chế độ ăn uống nữa. Để chị hỏi được. Đó, để hỏi ông anh thuốc nam chị này được chưa, lên trên hốt không có tốn tiền. Nhưng mà giống như lâu lâu nó nhức quá là phải lễ một cái, lễ cho nó ra cái máu đen đó là nó nhẹ là liền. Thì nó cũng khoảng tới 7 ngày là bắt đầu nó lại nó tiếp tục nó phát hiện nữa. Bác sĩ nói là cái bệnh này là chị không được hả? Dạ, bác sĩ ở Cần Thơ thì nó đỡ lại di chứng. Nó đỡ lại di chứng là... nó cứ bị vài vậy cho nó không có. Nếu như ai mà sức đề kháng của họ mạnh thì có thể nó hết, người yếu ý thì không hết, có khi nó tới chết đem theo chứ không hết. Cô bà lão em 3 năm rồi không hết đâu. Nó có hành mà. Cũng là mấy năm rồi đó. Dạ. Nó nhức khó chịu lắm cô ơi, nó châm chích đó bà lão. Bây giờ nói chung là quay thì quay như vậy, người cái chuyện mạnh thường quân giúp như giúp chứ không có theo yêu cầu của mình được. Người ta thấy thương mình có duyên thì người ta sẽ thấy cái lời nói trong một cái quy giáo của mình. Đúng cái ý nghĩa, đúng cái chính cái quy giáo thì người ta thấy thương người ta sẽ giúp. Thì yêu cầu vẫn là yêu cầu của cái người muốn xin gì thì cứ yêu cầu, nhưng mà ăn thua mạnh thường quân thấy mình thương người ta sẽ giúp. Giúp cho hai đứa bé hay là giúp cho hai vợ chồng thì cái chuyện đó rồi còn mạnh thường quân sẽ thấy. Thì thôi bữa nay thì nói chung tụi em thì cũng được cô để giống như là có giới thiệu cũng như là anh chị ở đây. Thì tụi em cũng như thứ nhất là để xin phép, thì câu chuyện của anh chị, cái hoàn cảnh nãy giờ thì cũng đã nói rõ trong cái video rồi. Thì Cường cũng mong rằng cũng như cô chú Mạnh Thường Quân cũng có cái lòng hảo tâm để giúp cho hai vợ chồng cũng như có một chút xíu kinh phí, đó là vợ cũng như để có kinh phí điều trị để cho bớt bệnh cũng đi làm. Rồi chồng thì hiện nay cũng bị liệt một cái chân, cũng mới vừa hơi đỡ thôi nghe ông bà cô chú. Thì cái giò này cũng bị cặp inox. Thì hai đứa nhỏ thì một đứa thì coi như là cũng chưa được đi học luôn đó nè. Nó bị học mẫu giáo, giờ là tới tuổi học mẫu giáo mà không được đi học ở nhà luôn. Rồi bé này hình như 18 tháng hả? 18 tháng nè. Coi như là hai đứa nhỏ rất là ngây thơ. Rồi ở đây cái ngôi nhà này là ngôi nhà người ta cho ở để giữ đồ nữa. Nó rồi hai vợ chồng bây giờ là coi như là cái nguồn thu nhập chính thì là không có luôn. Coi như là không có đi làm gì được hết trơn, mà bán giấy số bây giờ là cái nghề đó là nhẹ nhất đó, bây giờ là còn cũng chưa có đủ sức khỏe để đi bán nữa. Thì Cường cũng xin kết thúc video, thì cũng mong rằng cô chú có lòng hảo tâm giúp cho gia đình cũng như vượt qua những lúc khó khăn. Cảm ơn. Nói mà tiền tả với tiền sữa không, hai đứa không mệt. Ngày thì nó không tả đỡ đi, còn nhỏ tả sữa nữa. Đó, thấy không có không có đường tiền, mình thấy mình tội nghiệp. Như là nhà mà không có ai mà làm cho anh được một đồng. Đúng rồi, rồi cái chờ vợ nó đi làm, mà bây giờ vợ nó bệnh kiểu này rồi không còn đi làm được nữa. Rồi giờ không phải là tụi nó không chịu làm, mà nói chung tụi nó muốn làm mà hai chồng bệnh hết trơn luôn. Đó, nói chung hoàn cảnh nó cũng khổ quá. Yeah.